Review top 3 là sữa mặt và da da dầu mụn mà chắc chắn bạn không thể bỏ qua. Đầu tiên là con SVR mà đi review rất là nhiều. Con này làm sạch rất là tốt, lành tính. Tính ra là một size to thì giá nó còn rẻ hơn cả cái con Costa X này nữa. Còn nếu bạn muốn mua xài thử thôi á thì có thể tham khảo những cái size nhỏ hơn nha. Thứ hai là con sữa mặt của hãng FCL. Con này mình ví như là cái bản đất của con Murad mà mình review rồi đó, nhưng mà giá thì rẻ hơn rất rất nhiều. Nếu bạn nào mà có vấn đề về mụn trứng cá, mụn đầu đen, lỗ chân lông to thì chắc chắn hãy nên xài con này nha. Con này cũng được nhiều bác sĩ da liễu khuyên dùng nữa chứ các bạn có thể yên tâm về cái độ lành tính của nó. Là sữa 3 là một cái loại mà mình thấy là khá đặc biệt. Nếu như lúc trước bạn phải dùng một loại mặt nạ sữa bọt để detox da hay là bạn sử dụng một loại mặt nạ đứng sét để làm sạch sau chân lông thì nôm na loại này là một combo đủ chức năng mình vừa kể trên. Và đây chính là sữa mặt Pore Detox của hãng GGG. Thậm chí con này chính là đất sét vàng Amazon có thể làm sạch sau đi những cái bã nhờn trong đôi trong của bạn. Các bạn sẽ thoa lên và giữ trong vòng 2-3 phút thì nó sẽ sưởi bọt giúp detox da. Các bạn nhớ bôi kỹ cái vùng T-zone nha, vì vùng này bã nhờn rất là nhiều. Thì sau khi da bạn được detox và làm sạch sau á thì cảm giác là rửa xong các bạn sẽ thấy là da mình sáng một chút. Cho đối với những bạn mà đang muốn tìm kiếm một cái lựa chọn mới, một lựa chọn mà đa di năng vừa làm sạch vừa detox da, cứ thử con này nha.